đủ đẹp không? Mà tôi có đẹp đủ đẹp không? Mà tôi có đẹp đủ đẹp không? Không biết mình có đủ để làm chị đẹp không? Đầy hưng phấn và tự thấy là mình hơi bị hay. Xin được gửi lời chào trân trọng đến quý vị xem truyền hình và các kênh phát chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Mà tôi có đẹp đủ đẹp không? Hơi hơi đẹp. Điều làm cho Hồng Nhung do dự cho đến tận tuần cuối cùng mới nhận lời để tham gia chương trình, bởi vì mình rất nghi ngờ, không biết mình có đủ để làm chị đẹp không, hoặc là cô đẹp hay là bác đẹp cũng được. Nhưng mà đến bây giờ được gặp với 29 người nổi tiếng ở trong các lĩnh vực khác nhau, những người phụ nữ rất thành đạt này, rất xinh đẹp này, rất có bản lĩnh. Và ở trong chương trình này, họ thể hiện không chỉ tài năng mà những người hâm mộ của họ đã biết, mà họ tự khám phá mình ở trong rất nhiều những cái thế giới nghệ thuật khác vô cùng vô cùng vô cùng hấp dẫn. Hồng Nhung rất vui được đến cùng với 29 chị đẹp và học được ở mỗi người nhiều điều hay. Xin mời quý vị khán giả hãy đón xem chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Xem là phải thấy hay thôi, bởi vì chính chúng tôi tham dự chương trình này cũng đầy hưng phấn và tự thấy là mình hơi bị hay. Đón xem Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 thứ bảy hàng tuần trên VTV3 và YouTube Giao Quanh Show từ tháng 10 năm 2023.